Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Tỉnh Hưng Yên đang mời nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện khu đô thị mới Sen Hồ với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng tại thị xã Mỹ Hào. Khu đất thực hiện dự án có diện tích 62,6 ha, nằm tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Quy mô sản phẩm dịch vụ cung cấp bao gồm nhà ở liền kề xây thô hoàn thiện mặt ngoài, biệt thự xây thô hoàn thiện mặt ngoài, căn hộ chung cư, sàn thương mại dịch vụ, văn phòng theo đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500. Tổng vốn đầu tư 6,956 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện hơn 6,656 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường và tái định cư khoảng 300 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện là 84 tháng, 7 năm và thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư. Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là 9 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2024. Bên cạnh khu đô thị mới Sen Hồ, từ đầu năm 2024 tới nay, Hưng Yên đã kêu gọi đầu tư đối với hai dự án nhà ở khác là khu nhà ở thương mại phía Bắc đường DH57 và khu nhà ở dân cư mới 319. Trong đó, khu nhà ở thương mại phía Bắc đường DH57 tại khu đất có diện tích khoảng 97,801 m², nằm trên hai xã An Vĩ và Tân Dân, huyện Khoái Châu. Quy mô dân số khoảng 1,545 người. Cơ cấu sản phẩm bao gồm 243 căn nhà ở liền kề, 67 căn nhà ở biệt thự, công trình thương mại, dịch vụ, trường học, các công trình tiện ích theo quy hoạch dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật của khu đất, tổng mức đầu tư gần 1.063 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí thực hiện hơn 980 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường tái định cư hơn 82 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ đầu tư là 60 tháng, 5 năm kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư. Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký là 9 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2024. Còn dự án xây dựng khu nhà ở dân cư mới 319 trên địa bàn xã Tân Lập, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Cơ cấu sản phẩm gồm 105 căn nhà ở liền kề, diện tích mỗi căn từ 95 tới 158 m², 14 căn nhà ở biệt thự, diện tích mỗi căn từ 200 tới 216 m². Công trình hạ tầng kỹ thuật, kè sông, giao thông, cây xanh, mặt nước. Quy mô dân số khoảng 573 người. Tổng mức đầu tư khoảng 418 tỷ đồng. Trong đó chi phí thực hiện gần 396 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư gần 22.000 tỷ đồng. Kết thúc thời gian nộp hồ sơ, có hai doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện dự án khu nhà ở dân cư mới 319 là công ty cổ phần ô tô Đông Phong Yên Mỹ và công ty cổ phần bất động sản Hà Nội Sông Hồng. Sau khi đánh giá năng lực, Đông Phong Yên Mỹ là đơn vị duy nhất đạt đủ điều kiện, còn Hà Nội Sông Hồng không vượt qua vòng này do không kê khai thông tin, cung cấp các tài liệu về năng lực tài chính theo biểu mẫu đúng quy định. Vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư và khu dân cư mới xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ giai đoạn 1. Dự án góp phần bảo đảm tiến độ dự án đường Tân Phúc - Võng Phan. Hai công ty liên danh trúng thầu thi công dự án công trình hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư và khu dân cư mới xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Phú Phương và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công trình Sông Hồng. Quy mô dự án có diện tích rộng trên 7.700 m² với thiết kế đồng bộ, giao thông nội bộ, công viên cây xanh, điện nước và đèn chiếu sáng công cộng. Tổng kinh phí xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 là gần 7,7 tỷ đồng. Nguồn vốn triển khai dự án từ nguồn ngân sách huyện, trong đó chủ yếu là từ nguồn đấu giá cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Thời hạn thực hiện dự án là 1 năm, theo đó đến hết tháng 6 năm 2025 hoàn thành, góp phần đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng đường Tân Phúc - Võng Phan. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 9 xã Tống Phan, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu là liên danh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn và Xây dựng Bách Khoa Hưng Yên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hà Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngô Huyền, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Sản xuất Hưng Yên. Giá trúng thầu là 108,221 tỷ đồng, giá dự toán là 108,843 tỷ đồng, giá giảm giá là 0,6%. Thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng, loại hợp đồng chọn gói. Gói thầu trên được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, đóng thầu ngày 5 tháng 6 năm 2024. Mặt bằng thi công của gói thầu tại khu dân cư số 9 xã Tống Phan đã được chủ đầu tư chuẩn bị sẵn sàng từ thời điểm mời thầu nên nhà thầu có thể triển khai thi công ngay. Trong liên danh trúng thầu, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn và Xây dựng Bách Khoa Hưng Yên đang trong thời gian thực hiện gói thầu thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 10,
xã Đình Cao, huyện Phù Cừ với cùng chủ đầu tư, bên mời thầu, giá trúng thầu là 63,5 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm 4 cụm công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, gồm các cụm công nghiệp Yên Mỹ, Vân Du, Quang Vinh, Hòa Phong, Chính Nghĩa. Đến nay, toàn tỉnh đã có 18 cụm công nghiệp được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, trong đó có 13 cụm công nghiệp đang thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, với tổng diện tích đất đã đền bù giải phóng mặt bằng là 539,29 ha. Xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có 28 hộ giao trái thẩm quyền cần giải phóng mặt bằng. Xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ có 61 hộ có đất thổ cư trong diện phải giải tỏa trong dự án đường Tân Phúc Vọng Phan, trong đó có tới 28 hộ được giao trái thẩm quyền. Đây là một trong những vướng mắc cần được tháo gỡ. 28 hộ được giao trái thẩm quyền đều giao bán từ những năm 90 của thế kỷ 20, thuộc thôn Đoàn Đào và nằm bên quốc lộ 38B. Nhiều hộ có diện tích lớn từ 100 tới 600 mét vuông như hộ ông Lê Ngọc Cán, bà Lương Thị Phương, ông Bùi Đăng Xuân. Hiện xã Đoàn Đào đang tiến hành các bước thủ tục như xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm đo đạc. Các hộ trên cơ bản còn giữ biên bản giao đất. Cùng với đó, chính quyền địa phương đến từng hộ tìm những giải pháp và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Huyện Phù Cừ cũng trình Ủy ban dân tỉnh để có cơ chế riêng để giải phóng mặt bằng với các hộ giao trái thẩm quyền. Từ mùng 1 tháng 8, người dân có thể bấm biển số xe trên ứng dụng định danh điện tử VNEID. Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 28/2024 của Bộ Công an sửa đổi bổ sung Thông tư 24/2023. Theo đó, từ ngày 1 tháng 8, chủ xe không phải đưa phương tiện đến cơ quan đăng ký xe như trước, đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Khi nhận giấy tờ và biển số xe, chủ xe sẽ gửi cho cơ quan đăng ký xe phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có dán bản trà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất qua bưu chính. Cũng từ ngày 1 tháng 8, chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng VNEID. Khi đó, cổng dịch vụ công và VNEID thông báo biển số xe được cấp, hướng dẫn nộp lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại, thư điện tử hoặc thông báo trên ứng dụng này để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán online. Tiếp đó, cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến từ cổng dịch vụ công VNEID để chuyển về hệ thống đăng ký quản lý xe, đồng thời in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe trình lãnh đạo duyệt trước khi trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua bưu điện. Thông tư số 28/2024 cũng sửa đổi bổ sung quy định về việc từ ngày 1 tháng 8, chủ xe có thể kê khai thủ tục đăng ký xe lần cuối với xe sản xuất lắp ráp trong nước thông qua cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng VNEID. Theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua, biển số mô tô xe máy sẽ được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm không thấp hơn 5 triệu đồng. Ngoài ra, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, đối với biển số ô tô, ngoài biển có nền trắng, chữ và số màu đen đang được đấu giá như hiện hành, luật mới cũng cho phép đấu giá biển số màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe kinh doanh vận tải. Trong trường hợp khi hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký hoặc có nhiều người đăng ký nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc có nhiều người tham gia nhưng chỉ có một người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm, thì người đó sẽ được xác định là người trúng đấu giá. Biển số xe trúng đấu giá sẽ được quản lý và cấp phát theo quy định tại Điều 39 của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Điều này có nghĩa là việc chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho hoặc thừa kế xe gắn biển số trúng đấu giá đều phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt của pháp luật. Số tiền thu được từ hoạt động đấu giá biển số xe sau khi trừ đi các chi phí tổ chức, quảng cáo và quản trị hệ thống đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách trung ương.